quý vị và các bạn trong chuyên mục hợp tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay chúng tôi xin chỉ đến quý vị và các bạn gương ông vương trần hướng xã nam dông tích cực với công tác hội người cao tuổi và làm kinh tế giỏi sau đây là nội dung chương trình Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, ông Vương Trường Hướng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Nam Dông, không chỉ đi đầu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mà còn nhiệt tình trong công tác xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Là người lính cụ Hồ, năm 1960, ông Vương Trần Hướng, dân tộc Nùng, nhận lệnh sang làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Cánh Đồng chung Siêng Khoảng, Lào, Đến năm 1964, xuất ngũ trở về đầy thường, ông nhanh chóng bắt tay vào làm kinh tế. Tuy nhiên, với diện tích đất sản xuất nơi quê nhà tỉnh Cao Bằng có ít, nên những năm 1990, ông hướng đã đưa gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp. Nơi quê hương thứ hai với đất đai màu mỡ, thời tiết thuận hòa, cùng với sự cần cù, tính linh hoạt trong sản xuất, gia đình ông đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Thực hiện cái lời nói của bác là dân độc lập ăn no mặc ấm được học hành do đó là từ khi tôi chuyển vào đây là nhập cái hội cựu chiến binh tôi là hội viên hội cựu chiến binh là đã từ lâu mà tôi đã được kỷ niệm chương về người người cựu chiến binh do đó là tôi mong muốn là phát triển về kinh tế gia đình và động viên của toàn thể cán bộ hội viên để tích cực tiếp tục thực hiện tức là lời nói của bác để mà làm sao người người cao người cựu chiến binh là nói đi đôi với làm là làm để mang lại cái ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trong sản xuất, ông Vương Trần Hướng luôn đi đầu gương mẫu trong việc tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa vào thử nghiệm các cây trồng mới chất lượng cao trên cùng diện tích đất. Ông phân bổ các loại cây trồng phù hợp kết hợp giữa chăn nuôi với trồng trọt. Bởi vậy, mô hình kinh tế của gia đình ông luôn mang lại thành công và hiệu quả cao, cho lợi nhuận gần 100 triệu đồng một năm. Đồng chí Vương Hướng bây giờ tuy gần 80, nhưng vẫn hăng say với vườn, với ao, với chuồng và động viên con cháu chắt để thực hiện cái kinh tế. Hàng năm thu nhập vẫn có giá trị trên 100, gần 200 triệu đồng. Thì cự hội kiểu chiến binh chúng tôi thấy là những gương làm sản xuất kinh doanh làm kinh tế giỏi của người cao tuổi rất có tác động và đã truyền hơi lửa cho các cựu chiến binh. Đấy cũng là những một tấm gương mà cựu chiến binh chúng tôi được phổ biến để động viên các cựu chiến binh cao tuổi khác vượt lên cái hoàn cảnh cái điều kiện của mình để tiếp tục làm kinh tế và xây dựng cái xã Nam Dòng nông thôn mới giàu đẹp phồn thịnh trong tương lai cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Vương Trần Hướng luôn nhiệt tình trong các công tác xã hội. Từ năm 2006 đến nay, ông là thành viên trong ban chấp hành hội người cao tuổi xã Nam Dông. Hiện tại với cương vị là chủ tịch hội người cao tuổi của xã Nam Dông, ông luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác hội người cao tuổi, tuyên truyền và động hội viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước, phần đấu phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu lao động sản xuất, tham gia những việc có ích cho xã hội. Đồng thời, ông Vương Trần Hướng đã cùng ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi xã Nam Rong phát động nhiều phong trào văn nghệ, thể thao phù hợp với người cao tuổi, tiêu biểu như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thơ. Các câu lạc bộ này luôn duy trì hoạt động thường xuyên và tham gia sôi nổi trong các hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa phương. Nói chung là các hội viên đều tức là tham gia tích cực do cái sự động viên hay do cái sự ấy của cái ban lãnh đạo xã của người cao tuổi, hội người cao tuổi đồng thời cũng là cái trách nhiệm của ông hướng tức là được bà được các hội viên được các cái tri hội trong 19 tri hội kính trọng lý do là ông đã một là một hội viên gương mẫu tích cực vừa là cựu chiến binh vừa là chủ tịch hội vừa tham gia các cái hoạt động xã hội Đấy, cho nên là qua phần đó là đối với các tri hội nào phát triển rất mạnh đã gần 80 tuổi, nhưng ông Vương Trần Hướng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Nam Rong, huyện Chưa Rút, luôn phát huy tinh thần tuổi cao trí cảng cao ở bất cứ cương vị nào, trong hoàn cảnh nào, ông cũng luôn phát huy vai trò người lính cụ hồ, tính tiên phong của người cán bộ đảng viên, nói đi đôi với làm. Ghi nhận những đóng góp trên, Ủy ban nhân dân xã, Hội Người Cao Tuổi huyện Chưa Rút đã tặng nhiều giấy khen cho ông Vương Trần Hướng trong phong trào tuổi cao gương sáng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài truyền thanh truyền huyện Chư Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website đài truyền thanh chư gov vn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.